Chào mừng các em đến với tiết học hôm nay. Trước khi vào bài mới, thầy có một vấn đề được đặt ra. Thầy có một cái chai bằng thủy tinh đựng nước. Em có cách nào thổi vào chai để nó phát ra âm thanh được không? Trên bàn của mỗi nhóm đều có cái chai thủy tinh. Tụi con lấy, mở nắp ra. Có cách nào thổi để nó phát ra âm thanh được không? Thử đi. Chúng ta thổi để nó phát ra được âm thanh. Đây không phải là còi, không phải là sáo, cũng không phải là kèn. Vì âm thanh nó được phát ra từ đâu và nó truyền đến tai ta bằng cách nào? Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này. Các em mở sách ra bài 12, mô tả sóng âm. Bài hôm nay chúng ta sẽ ghi vào phiếu học tập của các em nhé. Mỗi bạn có một phiếu học tập. Chủ đề 12, mô tả sóng âm. Một la mã sóng âm. Chúng ta sẽ tìm hiểu coi sóng âm là gì. Bắt đầu với thí nghiệm 1, chúng ta sẽ tạo ra âm thanh và cảm nhận nó, xem âm thanh được phát ra từ đâu, bắt nguồn từ yếu tố nào. Chúng ta có những dụng cụ sau: một cái đai, một cái âm khoa và một cái trống. Chúng ta sẽ làm thí nghiệm theo nhóm. Chúng ta làm gì? Chúng ta gảy đàn. Để đàn phát ra âm thanh, chúng ta chạm vào dây đàn và nêu cảm nhận. Chúng ta gõ nhẹ trống, chúng ta chạm tay vào mặt trống và nêu cảm nhận. Cuối cùng, chúng ta gõ âm khoa, sau đó chạm tay vào âm khoa, nêu cảm nhận. Tất cả những cái ý tụi con cảm nhận được, tụi con sẽ ghi vào cái tờ giấy của nhóm. Như thế này, sau khi ghi xong, chúng ta sẽ dán lên đó. Mỗi nhóm đều có một cái bàn chứa dụng cụ thí nghiệm. Và đầu tiên, mỗi nhóm lấy cái khay màu xanh lá cây có chứa cây đàn về. Và chúng ta cùng làm thí nghiệm này nhé. Đúng rồi, chúng ta. Lấy đi con. Không cần lấy khay đó đâu con. Mỗi nhóm sẽ có 5 phút để làm cái hoạt động này. Gảy đàn, gõ trống và gõ cái âm khoa. Chạm vào nó xem. Cái đàn phát ra âm thanh có gì khác một cái đàn đang không phát ra âm thanh? Gõ trống, gõ âm khoa bằng dùi, đúng rồi, cầm trống lên như thế này và gõ, cầm âm khoa lên và gõ, một người gõ một người chạm tay vào. Đúng rồi, một người gõ, một người chạm tay vào. Gõ trống nào. Ngọc, chạm tay vào đây. Gì? Vậy khi phát ra dây đàn nó như thế nào, mặt trống như thế nào và âm hoa như thế nào? Đúng rồi. Ghi vô đây nè. Ghi nha. Dây đàn như thế nào, mặt trống thế nào và âm khoa như thế nào? Chào con yêu. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thử chưa con? Cái âm khoa đâu rồi? Chơi cái này vui lắm á. Hoài. Thử đi. Chơi cái này vui lắm á Đức Anh. Thử đi. Rất là phê. Cái âm pha luôn mạnh không ta? Phê lắm. Thử không có? Ủa cái này thì thử với lớp 72. Hãy để não mình cảm nhận chứ không phải tai mình cảm nhận.
đúng rồi. Giờ trống đi ha. Ừ. Có dao động không? Quốc đi. Đánh đi, đánh. Thả ra, đánh. Đúng rồi. Nói đi con. Ừ. Nhóm nào xong cứ lên giang. Khi đánh trống phải cầm trống lên, nếu không nó sẽ không nghe lớn. Cổ cho đây. Nhóm 3, nhóm 5, nhóm 6 để cái cây qua bên đó nha. Để cây bên đó. Ok, vừa hết giờ luôn. Nhóm 1, khi gãy đàn, đàn phát ra âm thanh thì dây đàn rung động, mặt trống rung động, âm khoa rung động. Nhóm 2, dây đàn phát ra âm thanh, mặt trống phát ra âm thanh, âm khoa phát ra âm thanh. Cảm nhận bằng lỗ tai trước đúng không? Là nó phát ra âm thanh, còn xúc giác thì chưa có. Nhóm 3, dây đàn dao động nhẹ, gõ mặt trống dao động, âm khoa dao động, đúng. Nhóm 4, đàn phát ra âm thanh, dây đàn dao động, mặt trống dao động, âm khoa dao động. Nhóm dây đàn dao động, mặt trống dao động, âm khoa dao động. Dây đàn dao động, mặt trống dao động và âm khoa dao động. Khi phát ra âm thanh, những vật này dao động. Dao động là gì? Dao động là gì? Dao động là chuyển động như thế nào? Có. Dạ thầy, dao động là sự chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. Đúng rồi. Dao động là sự chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. Như ta chơi xích đu vậy, chúng ta lắc qua lắc lại quanh một vị trí cân bằng. Các em ghi nhận ý này vào phiếu học tập. Dao động là sự chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. Giống như quả lắc đồng hồ tay của bạn mèo khi người ta đặt ở các quán ăn, chuyển động qua lại như vậy gọi là dao động. Chúng ta sẽ xem mối liên hệ giữa dao động và các thí nghiệm các em vừa làm nhé. Khi các em gãy đàn thì dây đàn dao động. Khi các em gõ trống thì mặt trống sẽ dao động. Và cuối cùng khi mình gõ vào âm khoa, ở đây thầy dùng cái ánh sáng chớp tắt để quay chậm cái sự dao động của âm khoa. Âm khoa chúng ta gõ nó dao động rất nhanh, hai cái nhánh âm khoa dao động. Như vậy mối liên hệ giữa dao động và vật phát ra âm thanh là gì? Vật phát ra âm thanh có liên quan gì đến dao động mà chúng ta nhìn thấy? Đó là vật muốn phát ra âm thanh thì nó phải dao động. Đây là kiến thức mới các em ghi vào tập nhé. Ví dụ như những cái loa đây, muốn phát ra âm thanh thì màn loa phải dao động. Những vật phát ra âm thanh được gọi là gì? Bạn nào biết? Con. Vật phát ra âm thanh được gọi là nguồn âm. Đây là ký hiệu nguồn âm chúng ta thường gặp ngoài đời sống. Vậy sóng âm là gì? Ở một la mã này chúng ta tìm hiểu về sóng âm. Những vật nào có thể phát ra được sóng âm? Ví dụ những vật đang sáng thì phát ra sóng ánh sáng. Vậy những vật phát ra âm thanh, những vật phát ra sóng âm là những vật, là những nguồn âm. Những nguồn âm này là những vật dao động. Sóng âm được phát ra bởi các vật dao động. Đây là những kiến thức mới ha, các em ghi nhận vào.
Sóng âm được phát ra bởi các vật dao động. Chúng ta tới một cái hoạt động tiếp theo. Bây giờ mình tự làm ra những cái vật dao động và cho nó phát ra âm thanh. Xem cái nguồn phát ra âm thanh từ đâu nhé. Chúng ta sẽ thực hiện hai thí nghiệm. Thứ nhất là làm một cái đàn từ hộp nhựa và dây thun. Thứ hai là chúng ta làm thí nghiệm với còi. Chúng ta sẽ thổi vào còi cho nó phát ra âm thanh và chúng ta tìm hiểu xem vật nào trong còi đã dao động và phát ra âm thanh. Ở thí nghiệm này tụi con lấy dụng cụ ở bên này nhé. Đó là những hộp nhựa. Đúng rồi, một cái hộp nhựa là đủ. Chúng ta sẽ tự làm cây đàn và chúng ta làm thí nghiệm với sáo và còi, xem bộ phận nào của nó đã dao động và phát ra âm thanh. Thì mỗi nhóm có 3 phút nhé. Thầy sẽ kiểm tra bằng cách hỏi cái gì con. Ok, nhóm làm như các em ghi nhận vào phiếu học tập của cá nhân nhé. Thầy sẽ gọi một bạn bất kỳ để hỏi cái phần này. Làm cái đàn xong chưa con? Ok. Các bạn trong nhóm đều phải thử để cảm nhận qua. Rồi, thầy mời nhóm 5. Rồi, tụi con ngưng hỏi đi. Nhóm 5, cho thầy biết khi mình gãy cho cây đàn dây thun này phát ra âm thanh thì vật nào trong cây đàn đã dao động con? Như đúng rồi. Thầy mời nhóm 2, khi mình thổi còi thì bộ phận nào đã phát ra âm thanh con? Chi không khí ở đâu con? Đúng rồi, không khí trong còi đã dao động và làm còi phát ra âm thanh rất to. Tiếp theo, thầy sửa, khi thầy làm cây đàn này có nhiều dây thun thì nó sẽ phát ra những cái âm thanh khác nhau. Lúc này dây thun của đàn đã dao động và khi mình thổi còi thì không khí trong còi đã dao động và phát ra âm thanh. Phần tiếp theo, khi thầy nói thì các em nghe được, nhưng vấn đề đó là âm thanh có thể truyền được trong môi trường nào khác không, hay chỉ là môi trường không khí? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần 2, môi trường truyền âm.
Môi trường ở đây là môi trường chất khí, chất rắn và chất lỏng. Không khí, âm thanh có truyền được trong không khí không? Nhìn. Thầy mời nhóm một, một bạn đại diện trả lời cho thầy nè. Âm thanh có truyền được trong không khí không? Đức Anh. Dạ thầy. Đúng. Âm thanh truyền được trong không khí. Cho một ví dụ chứng minh âm thanh truyền được trong không khí nè. Có. Đúng rồi, đây là ví dụ rõ ràng nhất. Khi thầy nói, cả lớp chúng ta đều nghe. Và khi bạn phát biểu, thầy cũng nghe được. Đó là cái ví dụ chân thật nhất về âm thanh truyền trong chất khí. Nhưng những môi trường khác thì sao? Có ổn không? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang chất rắn. Âm thanh có truyền được trong chất rắn không? Các em sang phần thí nghiệm 2 trong cái phiếu học tập. Để khảo sát một cái hiện tượng vật lý, chúng ta sẽ đưa ra dự đoán và sau đó là làm cái thí nghiệm để chứng minh. Chúng ta xem kết quả thí nghiệm và rút ra được kết luận. Đó là những thứ chúng ta cần làm để khảo sát một cái hiện tượng vật lý. Chất rắn có truyền được âm thanh không? Nếu có thì chúng ta kiểm chứng bằng cách nào? Chúng ta làm và rút ra kết luận. Cái này các em tự làm nhé. Có thể thêm tên sách để tham khảo. Trong sách giáo khoa hay ngoài thực tế, chúng ta sẽ kiểm chứng vấn đề này như thế nào. Âm thanh có truyền được trong chất rắn hay không? Tụi con có một phút để xử lý vấn đề này. Chúng ta sẽ tìm cách chứng minh âm thanh truyền được trong chất rắn. Làm thế nào để chứng minh âm thanh có thể truyền được trong chất rắn? Thí nghiệm đó cần những dụng cụ gì? Nhóm 3, theo con, âm thanh có truyền được trong chất rắn không? Lan, con nghĩ âm thanh có truyền được trong chất rắn không? Dạ, thầy là con. Ừ. Nhóm con có nghĩ ra được thí nghiệm nào chứng minh không? Kia. Dạ, thưa thầy là khi mình đánh đuôi cái bài thì âm thanh sẽ chìm vào tay mình. Ồ, giống như thế này đúng không? Lúc đó tay con để đâu? Tay con để úp xuống một này. Ồ, nếu thầy gõ lớn quá các bạn không úp xuống vẫn nghe thì sao? Thầy nên gõ như thế nào? Vậy tất cả cùng nghe rồi. Vậy âm thanh truyền trong chất khí chứ bộ. Chúng ta nên gõ thế nào? Đúng rồi. Gõ làm sao mà những bạn không úp xuống nó không nghe được, chỉ có bạn úp xuống nghe được. Nếu chúng ta có một quyển sách thì sao? Chúng ta làm thí nghiệm thế nào? Bạn khác nè. Nếu chúng ta có một quyển sách thì chúng ta làm thí nghiệm thế nào? Thầy mời nhóm 1. À, Tuấn Anh, nếu thầy có một quyển sách thì thầy sẽ làm thí nghiệm thế nào? Gõ vô. Thầy gõ ở đây hả? Thế là chúng ta cùng nghe đúng không? Không, không phải. Con, chúng ta làm thế nào? Gõ mạnh hay nhẹ con? Để làm gì? Mà chúng ta vẫn nghe được. Chúng ta thử xem có chuyện đó không. Mỗi nhóm lấy một quyển sách và tụi con cũng có thể thí nghiệm với cái bàn nữa, xem âm thanh có truyền được trong chất rắn không nhé. Đầu tiên với cái bàn trước đi. Một bạn áp tay xuống bàn thử ra. Ngọc, áp tay xuống Ngọc. Thầy gõ nha. Nghe không? Ừ. Ngọc nghe nhưng mấy bạn còn lại không nghe. Con có nghe không Tuấn Anh? Có. Gỡ lại. Con có nghe không? Bạn có nghe không? Ừ. Tụi con rút ra kết luận rồi ghi vô phiếu học tập nhé.
thôi. Kết quả thí nghiệm của tụi con sao? Con? Còn những bạn kia? Ừ, trong chất rắn có thể truyền được âm thanh. Vấn đề này làm thầy nhớ đến một trò chơi lúc nhỏ mình hay chơi, đó chính là làm điện thoại bằng sợi dây và hai cái ống. Ngày xưa thầy nghĩ trò này chỉ là trò chơi cho vui thôi, cái dây này làm sao truyền âm thanh được, đây đâu có phải điện thoại đâu. Nhưng thật sự là nó có thể truyền được âm thanh. Khi thầy nói ở đây, âm thanh đã truyền qua môi trường nào tới tai bạn bên kia? Chi? Chính xác. Còn môi trường nào nữa không? Đúng rồi, khi mình nói nó truyền qua không khí và qua sợi dây là chất rắn. Chất khí và chất rắn có thể truyền được âm thanh. Còn một chất nữa đó là chất lỏng. Chất lỏng có truyền được âm thanh không? Chúng ta sẽ làm cái thí nghiệm khảo sát này nha. Chúng ta xem phần thí nghiệm 3 trong phiếu học tập. Chúng ta vẫn tiến hành theo các bước dự đoán. Chúng ta xem chúng ta có những dụng cụ thí nghiệm nào và sẽ bố trí nó thế nào để chứng minh được cái giả thuyết ban đầu của mình là đúng. Thầy sẽ không nói thêm. Chúng ta sẽ sử dụng khay màu xanh dương để làm thí nghiệm. Tụi con tự làm nhé. À, hỏi một chút nè. Không. Nhưng trong khay mình có gì vậy Nhưng? Một cái loa, cái nguồn âm, một cái nguồn điện và một ly nước. Thầy hỏi tiếp. Nhóm 2, con nghĩ âm thanh có truyền được trong chất lỏng không? Dũng. Em nghĩ âm thanh có thể truyền được trong chất lỏng. Vậy mình sẽ làm thí nghiệm thế nào để chứng minh cái chuyện này? Nhóm 1, con nghĩ mình nên làm thế nào đây? Nhật Anh. Mình làm thí nghiệm thế nào để chứng minh âm thanh có thể truyền được trong chất lỏng? Sau đó? Rung. Nhưng mà mặt nước có rung thì đâu liên quan đến âm thanh. Có. Chúng ta làm thí nghiệm thế nào? Đúng rồi, chính xác. Cái nhóm tiến hành thí nghiệm. Cái loa này được thiết kế có thể dùng trong nước. Chúng ta có thể để cái lỗ tai mình sát vô cái ly, cầm cái ly lên. Từng bạn nghe. Đúng rồi, áp cái ly vô lỗ tai mình. Nó có ghi ảnh nó làm. Đứng lên. Đi lại đó nghe. Nếu con sợ đổ nước. Có cái loa nào bị hư không? Chú ý cực âm dương nha. Nó phát ra âm thanh chưa? Không biết gì. Cắm sai á. Thầy nó cắm bên kia đó không có nghe đâu. Hình như nhóm không nghe. Có muốn đổi loa không? Đây đây. Điên ở này. Ở ngoài thì nghe rất lớn. Nghe không con? Cái gì con? Mua ở nhà sách thiết bị. Ổn không con? Con muốn thử trò gì vậy Lâm? Con muốn thử coi nó có nghe không khi mình cắm bậy á hả? Không. Có nhóm nào cần thầy giúp đỡ không con? Ổn không con? Ok. Cái này nghe thầy biết. Cầm thêm cái này giùm bạn đi con. Ok. Rồi, còn nhóm nào cần giúp đỡ nữa?
Ổ rồi ha. Nhớ một rồi con ghi vô phiếu học tập đi. Tuấn Anh, Đức Anh ghi nè. Ghi đi con. Ghi cái phần thí nghiệm 3. Ghi xong rồi thầy sẽ hỏi. Nguồn điện. Ta có nguồn điện, có một cốc nước và có một cái nguồn âm. Nhóm 5 có vẻ xong rồi. Thầy hỏi một chút. Nhóm 5, khi mình bỏ nguồn âm vô nước, con có nghe được âm thanh không? Thầy mời Quốc. Dạ, thầy khi bỏ nguồn âm vào nước thì con có nghe được. Vậy mình được kết luận được điều gì con? Âm thanh có thể truyền được trong môi trường chất lỏng. Chất khí, âm thanh có thể truyền được. Chất rắn, âm thanh có thể truyền được. Và cuối cùng là chất lỏng. Chúng ta có bỏ quên môi trường nào không? Có. Môi trường chân không. Môi trường chân không có gì ở bên trong đó? Không, không có gì cả. Vậy âm thanh có thể truyền được không? Chúng ta cùng khảo sát nhé. Thí nghiệm về sự truyền âm trong môi trường chân không. Cái nhóm để khay thí nghiệm qua bên đây. Người ta tạo môi trường chân không bằng cách sử dụng một cái bình thủy tinh và hút hết không khí trong đó ra. Khi hút hết không khí trong đó ra thì chúng ta nghe cái chuông đang phát ra tiếng động này, nó giảm dần âm thanh, giảm dần, giảm dần, giảm dần rồi tắt hẳn. Và ngược lại, khi mình bơm không khí vào thì cái âm thanh phát ra từ cái chuông nó lại to dần, to dần, to dần. Điều này chứng tỏ rằng trong môi trường chân không không thể truyền âm thanh được. Vì sao vậy con? Chi? Đúng rồi. Trong môi trường vật chất như rắn, lỏng, khí, nó đều có những cái nguyên tử, phân tử để truyền âm thanh. Còn môi trường chân không thì hoàn toàn không có gì, nên nó không thể nào truyền âm thanh được. Như vậy, chúng ta đi đến một kết luận cuối cùng. Đó chính là sóng âm có thể truyền được trong môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí. Các em ghi nhận ý này vào tập nhé. Ở ngoài vũ trụ, trong môi trường chân không, các phi hành gia trò chuyện với nhau thông qua sóng radio. Nhưng nếu có lý do gì đó mà cái sóng radio này nó không hoạt động, thì hai phi hành gia có thể chạm mũ vào nhau. Lúc đó họ có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng như là trong mặt đất của chúng ta. Khi trò chuyện như vậy, âm thanh truyền qua môi trường chất khí và chất rắn, nên họ có thể nghe được dễ dàng. Sóng âm truyền được trong môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí. Chúng ta trở lại cái vấn đề đầu bài nhé. Giờ chắc tụi con cũng chưa làm được đâu ha. Âm thanh được tạo ra từ cái chai này bằng cách nào?
Khi thầy thổi cái gì đã dao động. Khi thầy thổi cái gì đã dao động. Chi? Đúng rồi, khi thầy thổi không khí ở trong chai đã dao động. Và khi tụi con nghe được, nó đã truyền đến tai ta bằng cách nào? Thông qua môi trường nào? Con? Đúng rồi, khi thầy thổi, không khí đã dao động và sóng âm được truyền đến tai ta thông qua môi trường chất, chất khí. Cảm ơn các em. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em cho một tràng pháo tay nhé.